Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Rồi, và video của ngày hôm nay mình sẽ quay cái bài chuột ế cho các bạn xem. Thực ra là cái bài chuột này các bạn là mình thu của khách hồi trước khi giãn cách chỉ thị 16 luôn các bạn. Là cách đây là khoảng hơn nửa tháng luôn rồi. Đó. Nhưng mà vô chỉ thị cái là xe đồ các thứ kiểu cũng như là người ta không có cho đi qua các tỉnh khác. Đó, cũng như là không có xe đồ nó cũng không có nhận gửi mấy con chuột này nữa các bạn. Tại vì hiện tại xe chỗ mình thì người ta chỉ nhận gửi hàng thức ăn hoặc là các lương thực thực phẩm thiết yếu á thì người ta nhận gửi thôi. Còn mấy con chuột này thì bây giờ người ta cũng không có nhận nữa. Để mình chờ qua giãn cách mình thấy ổn thì mình mới gửi lại mấy con chuột này được. Đó. Những bạn nào hoặc là những anh chị nào mà cần mua chuột rồi đó thì có thể đặt hàng trước. Rồi khoảng giữa tháng 8 hết chỉ thị 16 lần thứ 2 á thì mình sẽ bắt đầu gửi lại nha các bạn. Đó. Thì đó là cũng là nguyên nhân mà mấy con chuột này mình nuôi lâu đến vậy luôn, nuôi hơn nửa tháng rồi. Ở đây có một con bia nè các bạn. Đó, con bia đực. Con bia này thì màu da người. Con này con đực nha các bạn. Đó. Con này thì cái cơ thể nó chung chung thôi. Đó, và đặc biệt nó rất là hiền cho nên là mình mới nuôi chung với mấy con chuột nhỏ này được nha các bạn. Toàn tối ngày nó bị mấy con chuột nhỏ này ăn hiếp thôi à. Đó. Và mình khuyến cáo các bạn là không có nên nuôi bia chung với hamster chuột nhỏ nha. Tại vì nhiều khi con chuột các bạn nuôi á nó hung dữ lúc nào không hay đâu. Rồi nó cắn mấy con chuột nhỏ thì mất công lắm. Còn cái con chuột này á thì mình biết rõ cái tính của nó là rất là hiền luôn. Cho nên là mình mới để chung. Đó, và mấy con và nó không có cắn hoặc là ăn hiếp mấy con chuột nhỏ này bao giờ nha các bạn. Đó, mấy con sóc nhỏ này thì có con nó hung dữ tí nó toàn gượt con bia nó cắn thôi. Đó, còn con bia thì nó hiền lắm. Rồi. Trong này thì mình còn 4-5 bé sóc, 5 bé hamster sóc. Thì cái màu sóc này thì mình thấy các bạn chơi rất là ít. Thậm chí là mình thấy các bạn là không có thích luôn các bạn. Bằng chứng là nguyên một bầy này thì trước khi mình thu của chị khách đó là sẽ có những cái con màu như là trà sữa, vàng chanh, rồi trắng sọc, rồi mấy con màu trắng trắng nữa. Đó, nhưng mà các bạn đều bắt những con màu sáng hết, chỉ để lại con sóc này thôi. Đó, nên mình thấy cái màu sóc này các bạn không có thích nuôi cho lắm. Mặc dù mà mắt nó màu đen thiệt, nó hiền thiệt đó, nhưng mà cũng không thích nuôi. Cái màu đen đen sập sập nó không thích nuôi. Đó, cho nên là bây giờ còn để lại mấy cục nợ để mình nuôi nữa các bạn. Nhưng mà không sao, nếu như mà bán không được thì mình cũng để nuôi chơi nè. Còn về giá cả thì hiện tại giá sóc màu này mình bán là 65.000 con. Đó là từ trước khi dịch luôn. Đó, vô dịch cách ly rồi thì mình cũng không có tăng giá hoặc là giảm giá gì hết. Đó, mình bán chuột hồi đó giờ là đều giữ nguyên một cái giá này. Đó, không có lên hoặc là xuống gì hết. Nếu như mà chuột kỳ nào mà mình thu được giá cao hoặc là giá cao á thì mình sẽ có lên chút đỉnh chứ không có xuống nha các bạn. Tại vì chuột của mình nuôi chất lượng. Đó, cái cách nuôi của mình nó chất lượng, nó đàng hoàng cho nên là mình bán chuột mà giá rẻ nữa, giảm nữa. Bán khoảng 40 hay là 45 gì đó, có nhiều bạn vô hỏi mình có bán chuột 40 45 hay không á thì mình nói trong video luôn là mình không có. Giá sóc là rẻ nhất là 65.000 một con trở lên. Đó. Còn nếu như mà chuột mà bán không được rồi mình đi dành mình nuôi luôn cũng được, nuôi chơi luôn. Tại vì mình có kho để nuôi sao. Đó. Còn đây là cái hũ thức ăn. Đây. Đó, nuôi chuột bán mà cho nó ăn cái hũ thức ăn này là quá là ok luôn nha các bạn. Có sâu rồi trái cây, đậu phộng, hướng dương, cơm gạo, các loại đậu rồi gạo lứt. Đó. Nói chung là nhiều lắm, có lúa luôn nha các bạn, có lúa luôn. Không có gạo nha, ở trong này mình để lúa. Bây giờ có một con sóc nó chui ra nè các bạn. Mình bắt nó vào đi rồi mình sẽ nói chuyện với bạn tiếp ha. Rồi, thì với cái hũ thức ăn này á, đặc biệt là khi mà mình phân ra những cái bịch thức ăn dặm nhỏ nhỏ mà ở phía dưới đáy nó còn dư là những cái hạt nhỏ nhỏ hoặc là đồ vụn các bạn, thì mình sẽ trộn chung những cái hũ này để mà mới cho mấy con chuột này nó ăn luôn. Đó. Thì ở đây thì có kỹ tử nữa các bạn. Hồi sáng mình vô mấy bịch kỹ tử thì còn dư là cái phần dư ở phía dưới bịch một tí á, nó dụng mình bán không được cho nên là mình trộn ở đây cho nó ăn luôn. Đó, cho nên là mấy con chuột mình nuôi ra bán cho các bạn là rất là ú. Đấy, ú như mấy con này luôn nè. Đó, ú thì cũng tùy theo cơ địa của mỗi con nữa. Có con thì nó ăn thức ăn này, nó ú, có con thì nó ăn thức ăn này nhưng mà cơ thể nó vẫn roi bình thường. Cũng tùy theo cơ địa mỗi con nha các bạn. Có cả sâu luôn. Đó, các bạn có thấy ai mà nuôi hamster bán mà cho ăn cả sâu rồi có cây chùm rồi cả thứ kiểu không? Kỹ tử cá sợi. Hôm qua mình có trộn mới cá sợi cho nó ăn nha các bạn. Tại vì hôm qua mình có phân ra mấy bịch cá sợi còn dư á, dư cái dụng ở dưới thì mình cho nó ăn thôi chứ thôi. Nếu không thì đổ bỏ cũng uổng. Còn tại vì mấy cái dụng đó mà để vô cái bọc nhỏ thì nó sẽ không có được đẹp cho lắm, cho nên là mình cho mấy con chuột này nó ăn luôn.
có đầu cả đậu phộng nha các bạn. Đó, đó là thành phần dinh dưỡng cho một hũ thức ăn này. Thì chắc chắn là nó không thể nào mà bằng cái bịch thức ăn siêu bổ được, tại vì mình nuôi bán mà không thể nào cho nó ăn cái loại thức ăn siêu bổ được. Đó, siêu bổ thì giá nó sẽ cao lắm, trộn ra nó sẽ rất cao, bán chuột nó sẽ không có lời nhiều. Chuột này thì nói chung mình bán là bán cho vui thôi. Đó, chứ không có lời lãi như đâu. Thí dụ như mấy con sóc này mà bán 65.000 con mà mình nuôi hơn nửa tháng rồi coi như là bán nhiều khi có lỗ luôn các bạn. Đó, bán rồi lấy vốn rồi thôi, nhiều khi có lỗ giỏng luôn á. Tại vì chuột này mình thu lại của khách, cho nên á là cái tiền lời của mình sẽ giảm đi một ít. Đó, chứ không phải là mình cho nó sinh sản, tại vì hiện tại mình không có nhiều thời gian để mà cho chuột sinh sản như lúc trước nữa các bạn. Đó, với lại cái kho của mình nó cũng nhỏ, cho nên là mình chủ yếu là để thức ăn đồ để bán cho các bạn là nhiều. Còn chuột thì mình khách ở xung quanh khu vực của mình á, có bạn nào đẻ thì mình thu lại. Đó, vậy thôi. Rồi, và các bạn nào mà cần mua chuột của đó thì có thể là đặt trước. Hiện tại thì mình còn bia thì còn nhiều màu lắm. Mấy người khách đó có gửi ảnh qua cho mình xem trước. Thì các bạn nào cần mua bia nè, hoặc là mấy màu sáng sáng như là trà sữa hoặc là trắng sọc của đó, thì các bạn có thể inbox vào cái trang Đất Thú Cưng giùm mình sẽ gửi ảnh kèm theo giá. Các bạn thấy ok thì chốt đơn trước. Và qua giãn cách khoảng giữa tháng 8, mình sẽ bắt đầu sắp xếp và gửi hàng cho các bạn nha. Đặc biệt là các bạn nào ở Bến Tre thì đặt đơn giúp mình ha. Đó, mình sẽ chạy xe qua và gửi tận tay cho các bạn luôn. Đó, các bạn ở Bến Tre thì đặt đơn mình sẽ gom đơn đi một lần luôn nha các bạn. Đơn càng nhiều thì cái phí ship nó sẽ rẻ lại nha các bạn. Đó, có một con bia nè. Hiện tại mình có một con bia và còn nhiều bia lắm. Có mấy con bia gấu màu xám xám nữa. Các bạn cần thì inbox cho mình ha. Mình sẽ lên đơn trước. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và chúc các bạn có thật là nhiều sức khỏe để vượt qua cái lần đại dịch lần này nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.